Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay trên kênh sóng phát thanh truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 10 tháng 7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, từng cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành tư pháp đã quyết tâm nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình kế hoạch công tác, bám sát các nghị quyết chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành án dân sự, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của từng địa phương. Chủ động kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra. Từ kết quả số liệu thống kê cho thấy kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực của bộ, ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật được các bộ ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành. Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ. Kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng tiêu cực và quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả, hợp tác quốc tế về pháp luật đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như tình trạng nợ đọng, chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, kết quả thi hành án dân sự chưa đạt được như kỳ vọng. Việc hướng dẫn nghiệp vụ trong một số lĩnh vực chưa kịp thời, vẫn còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 24 giờ qua, tại các địa phương trên địa bàn của tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mô hình đất ẩm cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa trên 80% hoặc có nơi đã bão hòa. Dự báo trong vòng 6 giờ tới, các huyện tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tân Uyên. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 1. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 75 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với tinh thần chủ động chuẩn bị sẵn mọi nguồn lực chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức mới, ngay từ đầu khi Nghị định số 75 có hiệu lực thi hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung triển khai công tác chi trả ngay để người hưởng được nhận chế độ nhanh nhất, kịp thời nhất. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sau 20 năm nghỉ hưu, với khoảng 10 lần được tăng lương, tháng này bà Bùi Thị Hải Vân ở tổ dân phố 14 phường Tân Phong nhận được lương trên 6,5 triệu đồng, tăng thêm lên trên 700.000 đồng so với tháng trước. Với tiền lương mới này, giúp bà và gia đình có thể chi tiêu thoải mái hơn. Về cái lương tháng này ấy, là chúng tôi được lĩnh lương mới, và so với lương cũ thì tôi tăng được hơn 700. Nói chung là về tất cả về cái những người lĩnh lương hưu, mà tháng này là rất là phấn khởi. Tuy là đồng lương nó cũng tăng được 15%, nhưng phải nói là chúng tôi thấy là cũng đấy cũng là nhờ ơn Đảng và Chính phủ. Thế nên là tuổi già chúng tôi cũng có những cái đồng lương mà chi tiêu trong gia đình nó cũng bớt đi khó khăn phần nào. Cũng như bà Vân, tại các điểm nhận lương hưu trên địa bàn thành phố Lai Châu, tất cả các cụ đều có chung niềm vui khi nhận được lương hưu mới từ ngày 1 tháng 7. Với số tiền này giúp nhiều cụ cao tuổi trang trải được thuốc men khi ốm đau và đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Hôm nay đến lĩnh lương là lương được tăng 15%, tức là số tiền được tăng là trên 650 nữa. Thế thì cuộc sống nói chung là so với trước thì nó tăng như thế cũng tương đối đảm bảo cho cuộc sống. Đấy, không có gì thắc mắc cả, mà rất nhất trí tán thành với quan điểm nhà nước hỗ trợ cho. Đấy, chúng tôi rất vui vẻ và tôi được tăng thêm 500.000 nữa.
Thế tôi thấy là với cái số tiền 500.000 đối với tôi thì nó cũng là một cái số tiền cũng tương đối để tôi trang trải cho chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Thế và qua đây thì tôi cũng thấy là cũng rất là thỏa mãn với cái chính sách của nhà nước đã đề ra đối với những người được hưởng phụ cấp như chúng tôi. Ngay sau khi Nghị định số 75 ngày 30 tháng 6 năm 2024 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động và tích cực thực hiện rà soát, điều chỉnh xong lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mới cho 6.726 người hưởng, với số tiền tăng so với thời điểm trước khi điều chỉnh là trên 4,9 tỷ đồng. Ngay trong ngày 1 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với bưu điện các cấp chi trả kịp thời cho 3.121 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, nhận qua tài khoản ATM, với số tiền 20,8 tỷ đồng, đạt 100%. Còn 3.605 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng bằng tiền mặt. Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp với bưu điện các cấp, chi trả kịp thời theo lịch chi trả hàng tháng của bưu điện các cấp, nhằm đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Thực hiện Nghị định 75 thì trước ngày 30 tháng 6, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã rà soát xong cái danh sách điều chỉnh lương cho đối tượng cũng như đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Và đến ngày 1 tháng 7 thì chúng tôi đã chuyển toàn bộ cái danh sách điều chỉnh lương đó cho cơ quan bưu điện tỉnh. Và trong ngày đầu tháng thì ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 thì bưu điện cũng đã hoàn chỉnh chi trả lương cho các đối tượng mà lĩnh qua tài khoản ATM. Và còn lại các đối tượng mà lĩnh theo tiền mặt thì trong ngày 7 và ngày 8 theo lịch chi trả thì cơ bản trong ngày hôm nay cũng đã hoàn chỉnh cái việc chi trả cho các đối tượng mà theo mức lương cơ sở mới. Và thông qua cái việc chi trả lương các đối tượng mới đấy thì theo phản ánh của các đối tượng cũng như cái tâm tư nguyện vọng của đối tượng thì rất là phấn khởi và tin tưởng vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo Nghị định số 75 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2024. Phạm vi áp dụng rất rộng lớn, bao gồm những người đang hưởng lương hưu từ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng một tháng. Có mức lương từ 3,2 triệu đồng một tháng đến dưới 3,5 triệu đồng một tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng một tháng. Với tinh thần quyết tâm, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực để người hưởng được nhận chế độ thuận lợi, kịp thời và đúng quy định. Người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội rất phấn khởi, hài lòng, tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, trên địa bàn của huyện Than Uyên có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tục, đặc biệt là tại khu vực các xã Mường Kim, Ta Gia, Khoen On. Mưa lớn đã gây sạt sụt ta luy dương trên các tuyến đường giao thông, gây ách tắc giao thông cục bộ và đất đá vùi lấp hoa màu, tài sản của nhân dân. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý giao thông đã vào cuộc nhanh chóng khắc phục hậu quả. Trên tuyến quốc lộ 279 từ km 173 cộng 080 thuộc địa phận xã Mường Kim đi qua các xã Pha Mu, Tà Hừa thuộc huyện Than Uyên có tới 15 điểm tắc lớn. Khối lượng sạt sụt khoảng 15.000 khối đất đá và khoảng 60 điểm sạt trượt nhỏ gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Ngay sau khi sạt sụt xảy ra, công ty cổ phần cầu đường 3 Lai Châu đã tập trung nhân lực máy móc thực hiện hót sạt sụt đảm bảo thông tuyến cho người dân đi lại an toàn. Phía nhà thầu chúng tôi đã huy động 3 máy xúc, 4 ô tô ben và các thiết bị phụ trợ khác để tiến hành thông đường. Ngày 7 tháng 7 thì đã thông toàn tuyến quốc lộ 279D đoạn từ km 0 đến km 12. Trong buổi chiều ngày 7 tháng 7 đã thông toàn tuyến quốc lộ 279D nối từ Than Uyên đi Mường La. Về tuyến quốc lộ 279 đoạn từ Than Uyên đi Quỳnh Nhai thì đến trưa ngày 8 tháng 7 thì cơ bản các điểm ách tắc là chúng tôi đã thông tuyến. Tuy nhiên đến thời điểm này là khoảng
hơn 16 giờ ngày 8 tháng 7 thì còn hai cái vị trí chưa khơi thông được. Chúng tôi sẽ cố gắng là hai vị trí này sẽ cố gắng là sẽ khơi thông toàn tuyến quốc lộ 279 trong khoảng 20 giờ tối ngày hôm nay 8 tháng 7. Thời điểm này thì do mưa lũ nhiều thì là một số vị trí là đã gây ra các cái cung trượt, và do là thời gian mưa thì địa chất đã ngấm no nước cho nên là nguy cơ sạt trượt là rất lớn. Chúng tôi đã thực hiện cái phương châm khắc phục bão lũ đảm bảo giao thông của Sở Giao thông cũng như tỉnh Lai Châu, thì chúng tôi đã bố trí máy móc thường trực ở các cái điểm xung yếu để sẵn sàng khắc phục thông đường trong cái thời gian sớm nhất. Được biết tuyến đường này trong nhiều năm qua không xảy ra tình trạng sạt sụt ta luy dương, nhưng năm nay do mưa nhiều ngày liên tục dẫn tới nhiều khu vực đã sụt cả nửa quả đồi, gây ách tắc giao thông cục bộ với khối lượng đất đá lớn từ ta luy dương dội xuống vùi lấp, ngập một số diện tích hoa màu, ao nuôi cá và gia súc gia cầm của người dân tại khu vực lá nương. Ở đây nó mưa lá, mưa to 5 ngày. Dân bản thì không đi lại được. Thế diện tích ao của tôi thì 40 mét vuông, ngập hết cả mạ. Mạ diện tích không được cấy, cá thì mất hết. Ở đây tôi mong muốn nhà nước giúp đỡ. Mưa như thế này thì lũ về rất nguy hiểm, đường thì sạt hết rồi. Đêm mùng 6 và rạng sáng ngày mùng 7 trên địa bàn xã thì có mưa to và mưa cục bộ tại khu vực thủy điện Bản Chát, đã làm sạt lở một số lán trại và cũng như hoa màu tài sản trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được tin báo thì chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ ra giúp đỡ di chuyển tài sản cũng như là hỗ trợ người dân tìm kiếm những tài sản bị trôi mất trên địa bàn. Đối với địa phương thì những khu vực có nguy cơ sạt lở thì chúng tôi đã tổ chức cắm biển, và những khu vực mà đã bị sạt lở thì chúng tôi cũng đã trăng dây cắm biển và cảnh báo người dân. Và hiện nay thì trên địa bàn xã thì chúng tôi đối với những cái hộ ở trên khu vực lán trại và những cái khu vực mà nguy cơ sạt lở thì xã đã tổ chức ký cam kết yêu cầu người dân di rời tài sản cũng như người về nhà để tránh xảy ra những tình huống xấu nhất. Do đây là tuyến đường huyết mạch đi qua các xã Pha Mu, Tà Hừa, huyện Than Uyên và đi huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, thường xuyên có người và phương tiện giao thông qua lại. Trong nhiều năm qua, địa chất khá ổn định, không có sạt sụt xảy ra. Tuy nhiên trên tuyến này, trong những ngày qua, các điểm sạt nối tiếp nhau, kéo dài hàng km. Cái này thì nhiều năm nay thì cũng gọi là không thấy sạt đỡ như này nhiều, thì cũng mong để như nào đấy để thông đường để cho mọi người đi lại dễ hơn. Bởi vì như này thì cũng bất tiện, đi lại khó khăn nữa. Nói chung là cũng về cái vấn đề nguy hiểm này, đi lại nó cũng không an toàn cho mình lắm. Bởi vì đi thì như này mình ra đến giữa đường cái nó đỡ, như chẳng may không may chẳng hạn nó sạt xuống lúc đấy nó lại nguy hiểm hơn. Cái này là về tính mạng con người thì mong làm thế nào để nó bớt đi một phần nào đấy. Cái này thì em mấy năm gần đây cũng chưa thấy sạt nhiều, chỉ thấy năm nay là gọi là sạt nhiều chỗ, và cũng nhiều chỗ để lớn sạt lớn như này luôn, mấy năm đây thôi. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mùa mưa bão, các cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà vào thời điểm có mưa bão lớn. Khi lưu thông trên các tuyến đường giao thông, nhất là những khu vực đã được cắm biển cảnh báo, cần chú ý quan sát trước khi đi qua, không được chủ quan và liều mình băng qua khu vực xung yếu có nguy cơ sạt sụt cao. Chủ động lùa gia súc gia cầm ở các lán nương về nhà, tránh để sạt lở, lũ ống, lũ quét, vùi lấp, cuốn trôi. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện để thông báo kết quả kỳ họp đến với cử tri, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới các cấp, các ngành và Quốc hội. Sau đây là tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Sìn Hồ gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mặc dù những ngày vừa qua thời tiết diễn biến phức tạp, thời tiết mưa liên tục cộng với việc nhân dân bận rộn với sản xuất vụ mùa, nhưng nắm được thông tin đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri mà nhiều cử tri tại huyện Sìn Hồ đã sắp xếp công việc đến các điểm tiếp xúc cử tri để được nghe đại biểu Quốc hội thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vừa kết thúc.
cùng với đó mong muốn gửi gắm ý kiến nguyện vọng tới Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Làng Mô đã có nhiều kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cho người dân cần được thực hiện, đảm bảo trước khi xây dựng các công trình. Ngoài ra, cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, đường giao thông, thủy lợi để nhân dân phát triển kinh tế. Qua tiếp xúc thì bạn Hồ Chối Tộng chúng ta về công tác xã Nhật thì nhà văn hóa cũng xuống cấp quá đời. Đấy, không đủ điều kiện để bà con tham gia các hội nghị, các cuộc họp bản. Cho nên là đề nghị đại biểu Quốc hội cố gắng phân bổ vốn để phân bổ vốn để xây dựng nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng thuận lợi cho bà con nhân dân. Bạn Hồ Chối Tộng. Xã Làng Mô là một xã vùng cao của huyện Sìn Hồ. Hiện nay thì cũng đang được nhà nước, đảng nhà nước đầu tư vào, bà con đã được thuận lợi hơn. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó thì là bà con cũng đang rất là khó khăn. Khó khăn thứ nhất là đường thì hiện tại là đường từ chúng ngã ba vào ủy ban xã cũng đã xuống cấp, và đường đi vào các bản thì là cũng rất là xuống cấp. Mà đồng thời là hiện nay thì là cái đường nội đồng của các hầu như các bản là đường nội đồng còn chưa được đầu tư. Thế thì rất mong muốn đảng và nhà nước tiếp tục đầu tư đường để cho bà con được đi vào các cái vùng sản xuất cũng như là mua bán giao lưu hàng hóa thuận lợi hơn. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri huyện Sìn Hồ về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Theo đó, sau 27,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng với một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp diễn ra, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 7 lượt phát biểu tại tổ thảo luận và tại hội trường liên quan đến các vấn đề về môi trường, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan đến kiểm toán nhà nước. Tại huyện Sìn Hồ, cử tri đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cũng như những nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân của các đại biểu Quốc hội nói chung và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng. Cử tri mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu tiếp tục có nhiều ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội, để Quốc hội ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con, vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Trong đó, cử tri mong muốn các đại biểu có ý kiến tới các cấp, các ngành. Khi ra văn bản thực hiện, cần có hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai cho đúng, trúng và tránh những vướng mắc. Đề nghị trong cái thời gian tới này, nhưng mà có cái hướng được thì tôi muốn là có một cái hướng dẫn thực hiện từng cái chương trình một. Có thể là như cái chương cái nghị quyết 45 này mà chúng ta để thực hiện chi một cái riêng một cái để chi phí về cái công tác hoạt động. Ví dụ như cái tổ chức về cái dự án 8 này thì chúng ta là đề nghị là có một cái văn bản riêng để thực hiện, là ví dụ như thủ tục nội dung mà chúng ta thực hiện cái dự án 8 này là gần như cái thủ tục nội dung gì để thanh quyết toán, mà cái mức chi cho cơ sở vật chất và người tham gia thì cần những cái nội dung gì thì để hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung thì về cơ sở giá thì mới áp dụng được. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện giải trình và tiếp tục gửi lên các cấp có thẩm quyền, tiếp tục xem xét giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm, huyện Mường Tè, ước đạt trên 130 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch và cấp 9 giấy phép các loại. Trong đó, 5 giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 4 giấy phép bán lẻ rượu. Cùng với đó, nhằm ổn định nguồn cung và giá cả,
cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sản xuất, trung gian thương mại và người tiêu dùng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường hàng hóa bán lẻ và dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tân Uyên đạt 146,7 ha, tăng 13,7 ha so với cùng kỳ năm 2023. Có 240 lồng cá với thể tích là 35.640 m3. Tổng sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng 330 tấn, đạt 44,9% kế hoạch. Hiện nay, toàn huyện có 84 bể nuôi cá nước lạnh với tổng thể tích khoảng 2.556 m3. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thị trấn khuyến khích nhân dân, hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, đồng thời theo dõi hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho cá. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.